Anh em ơi, nhìn kia, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, được. Bây giờ diều diều diều. Diều diều diều. Để em kéo. Rồi, đó. Thấy chưa? Ú, anh đâu giết được con rồi đó. Đó. Đó, đó. Vợ con đâu thấy cảnh này, đi cao ít có ở nhỏ chữ lên chữ xuống. Vô anh em ơi, chiều nay mình đang ở quê, đang đi cao quá với anh em nè. Đây là Hùng. Đấy, mình đi với anh Hưng nè. Anh Hùng thì ón ngữ ở khu đào trai anh em ạ. À. Chỗ tụi mình cao nè, cái này là cái con suối nhỏ thôi anh em. Đấy, anh Hưng thì dưới kia, mình với Hùng thì đứng ở trên đây. Đấy. Trùng nè, mình đi cao bằng màu trùng. Đó. Trùng mới bét nhiều nã đây. Tha nước rửa ta nè, và bỏ ăn. Và nên anh Hưng mua theo bánh mì với nước uống. Có cháu hiểu rồi. Thấy con đầu tiên đủ. Đô phi, bỏ cái đô phi ra đây. Anh Hưng đã ca được em đô phi đầu tiên. Hôm nay được bốn tay. Căn thủ đầu tiên đã giật được có rồi anh em ạ. Rô phi. Khu này là có rô phi nhiều anh em. Có đồ ngang anh em ơi. Đó. Đó, đu. Đó, một ai đầu tiên thôi. Theo tiếp theo. Đó. Yeah, đó. Trời ơi, còn như bọn ta anh em ạ. Đu. Tiếp nữa rồi. Đó, đồ ăn nữa kìa. Ăn, đồ ăn. Có đồ ăn anh em kìa. Con này có to có nhỏ anh không? Dừa. Bò ngón tay đúng không? Đồ, hai ngón tay anh em ạ. Đó. Nãy giờ giật liên tục anh em thấy hấp dẫn không? Lấy nè mày. Mình cũng được câu à. Cuối cùng cũng được câu đầu tiên rồi anh em. Anh Hân phụ anh ta với ra nè. Em được con có rô, mình được con có rô thia rồi. Chú trong múa là kêu công ở hòn nhưng mà thôi anh bỏ nha. Ok. Dạ, con nó nhỏ quá. Nó bự. Ừ, bự quá thôi thỏa đi anh. Anh em thấy cái chón cắm cần của anh Hân không? Yeah. Bạn anh cài cắm thôi, không cần phải mua gì hết cho tốn tiền. Đó, đu. Đăng xe nhẹ nhòn mà nãy thấy thỏ cao thấy giật cao liên tục rồi anh em, thấy gió trì không? Lá cần đây không nè. Đó, đu. Đồ con nó thành tinh rồi thiệt chứ. Đúng là có ai khu vực này thành tinh rồi anh em ạ. Kéo luốc xuống nhưng mà thỏ rồi. Câu này dùm ta ăn cho phải đắp bằng mỏ đó. Phù con đồng nghiệp, đồng kéo kéo nè. Đó. Đu. Đừng lấy cua đâu. Để ta zoom lại. Ok, thấy rồi đó. Mấy anh em kia cao nhưng mà mình chuyển qua nghề lụm có rồi nghe nè. Lụm có trên bờ. Ok. Đó, có rô phi anh em nè. Giá kìa lắm. Có nè, cái kỳ nó cứng to kìa. Cầm lớn ngớ là nó thạc vô đứt tà cho mà giỡn nè. Cầm lớn ngớ nó thạc đứt tà đó. Cho em lấy cho bô. Đồng trong bô này. Xí bỏ vô ít nước nè. Hùng đang ngồi đây. Nồng. Sau một hồi
sau một hồi chờ đợi thì anh Hùng quất được con cá bự chót anh em ạ. Con này bằng nguyên cái bằng toa bằng ta đây. À, mình đi xuống kiếm nước rồi qua chỗ anh Hưng cua thử. Mình đoan ra kiếm cho em nó miếng nước. Rồi, mình vô treo lên thôi. Nghe dấu hiệu căng căng rồi anh em ạ. Đó, đó, đúng đúng y rồi. Một em nữa, một em nữa. Đó. Cái này không mang lưỡi, không mang miệng nè. Đấy. Là ăn mát. À đồ, à mát vô đồ mát lắm rồi. Ô đồ đồ đồ, ôi trâu. Anh Hưng đã lụm được em có bự rồi. Từ từ anh Hưng. Đây đây, chúm lên, chúm lên. Đó. Cho cái mạng vô chứ không thấy mạng đâu. Mình đơn đứng xoa quá để mình lụm mấy con có dưới này đó, nó không có đừng bự chót à. Hả? À, xuống lụm hồ mấy em đi thôi. Có đôi vây nè, kỳ nó cứng lắm. Lá ngá là sát bà. Tụi này ghê không quá. Ha, hăng anh em. Nghe lụm có này thấy sướng à, đó, một em nè, đó. Lụm tiếp em nữa nè, đó, thấy chưa? Có nổi trên bờ quá trời. Té quá to. Đó. Vô em. Có đúng không? Hó, hó, bu, cá to, cá to, cá to. Căng thủ. Từ từ diu diu diu. Diu diu diu. Để em kéo. Rồi, đó. Thấy chưa? Ú, anh Hùng nó giết được con rồi đó. Đó. Đó, đó. Đó, đây nè. Trời ơi, con to chưa? Đó, đó. Con to bất ghét à. Trời trời. Anh cầm lại xíu em chụp cho bộ hình nè. Đó, mát đi, lấy rồi. Lấy rồi. Chưa, không có to. Đây, có nè. Đó. Chưa. Đó chưa. Đó. À, mình chuyển qua từ nghề câu có đi lụm có rồi anh em. Chứ tình hình đi có em liên tục thì không thể nào cầm càng cao được. Anh Hùng đang ấn ngữ khu trên cô. Anh Hưng thì lùm vua đất dưới. Bên đây đang cầm hơi càng cao. Đó, màu đó kìa. Đó. Màu anh Hùng kia kìa. Quá không, hổ danh là anh Hùng. Ngồi nín 30 phút. Giật toàn là có to không. Đó. Lại nha em. Hấp dẫn chưa? À, người ta gọi là có cái ta số có nữa đúng không? Rồi. Rồi anh em ơi. Đôn mát càng cao, mát lưỡi rồi. Thôi anh em đều mát luôn. Đó, anh Hưng mát. Anh Hùng trên kia thì mát ca trên kia. Này, giới thiệu anh em đây vật là cái chón không cần của anh Hưng. Đơn giản nhẹ nhàng, giật quá lìa. Cái này gọi là gió trời nằm ở người cao đúng không anh? Dân võ. Chú con cao nè. Rót cái đen cài. Cái này là nước lục nó đổ xuống ngăn dần tới rồi đó. Rót lấy dính cài quá trời luôn. Chỗ tụi mình cao đây. Tiếp tục con màu của thầy Hồng Đông An. Ngỏng quá đít lên rồi anh em ạ. Chổng đít lên rồi. Hả? Vỗ cái mâm nào. Đó. Trời ơi. Đó. Có giật lia lịa. Bên này anh Hưng vẫn đang xử lý thằng cao. Anh Hưng bị một lần hơi cằn luôn. Anh Hùng vừa mới vứt màu xuống. Anh em thấy đó, vừa mới xuống mà màu có e liền. Trời ơi, xíu nữa. Thấy anh em. Thấy tốc độ có rồi đầu ăn màu rước mà. Tiếp tục buông cằn. Bên này hòn đã xong rồi anh em ạ. Dứt ra chơi nó thôi chứ để nguội cơ anh. Thấy cao có bằng trùng dùng thức ăn tự nhiên không nha. Màu giật lia lịa. Anh Hùng với anh Hưng vừa mới buông cần.
anh em xem thử anh em đó đó đu dính dính cái rót rồi dính rót rồi. Hồi nay em đoàn đây là cuộc thi giữa hai người đàn ông anh em, giật quá nhanh hơn nhiều hơn đó, vừa mới nuốt sáng đu xíu nữa ra nè, cậu nghĩ nè, sướng ta đó chứ đó à. Anh Hùng vừa mới băng cần, giờ tới lượt anh Hưng. Đây là người giật có đầu tiên đây. Màu, màu hồng đó ăn, màu hưng đó nhụm. Đó. Nhưng mà con hồng thiệt là nằm ở bên Hưng. Trời ơi, có vừa mới nổ xuống. Vừa mới hỏi xuống. Đây nè, dưới này anh Hưng cũng vừa mới buông cần. Trời ơi, có đàn ăn không ngừng nghỉ luôn á. Hơi anh em đang tha phi nhau thỏa cần với việc có anh em. Đó, màu hơi này mà. Đó, yeah. Chỗ này là chỉ có sợ giật mũi ta thôi chứ không có sợ hết có nha anh em. Đó, nghe đâu, nâng nghe đâu, nâng nghe đâu. Nâng nghe đâu, có ăn, có. Lên bờ em ơi, anh Hùng cũng ăn đâu đu 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 cho nên được bo ngón ta anh em ạ. Bên này anh Hùng cũng đoàn vừa màu đó, vừa màu sang Hùng đó nhỏ căng đâu anh đu trời ơi, thấy chưa anh em, ở đây chỉ là sợ giật mũi ta thôi chứ có là không thiếu đâu nghe. Vừa mới qua xanh Hùng thì anh Hưng cũng đó nhỏ cần xuống rồi nè. Đó, đu, trời ơi, vừa mới ăn sáng. Đù. Vừa mới thỏa xuống luôn nè nha. Đó. Đó, chương trình trực tiếp nè, đó, tốc độ có ăn nè. Đó. Mình đang cao có ở cái động có chứ phải là. Mát rồi đó, không thấy nào. Mát rồi, căng rồi. Này, con màu của anh Hùng. Con màu của anh Hùng đang ăn anh em. Sau lưng cái ăn cao này, đó, đoàn chả. Đó, thấy chưa, đó. Đó, màu anh Hùng đang ăn, màu anh Hùng đang ăn. Rỉ chim xuống nước. Có nhỏ à. Thấy như kinh nghiệm của anh Hùng phân tích thì đây là có nhỏ nha anh em. Ui thử nè. Đúng là xin dò thôi. Đúng rồi, đúng vật này. Có nhỏ. Ở nuốt vào này á là riêng buổi trưa là có rất là cực kỳ ít ăn. Từ khoảng 12 rưỡi, 1 rưỡi đến 12 giờ có cực kỳ là ít ăn. Chỉ là mình ăn có thôi đúng không? Trong lúc anh Hưng đang vật lộn với càng cao thì anh Hùng đây này đang làm ăn tươi tốt. Có ăn di chuyển của những cần thủ đây anh em, càng cao đi qua chỗ khó cao tiếp thôi. Những cần thủ đang đi tìm địa điểm cao mới anh em ạ. Dưới chân núi rồi mình đang đi qua địa điểm mới. Vợ con đâu thấy cảnh này đi cao ít có ở nhà chữ lan chữ xuống. Nút ổ bánh mì mà trầu cổ hàng. Ăn ổ bánh mì sang xí xuống mà này còn có tiếp. Anh Nưng, anh Hùng. Buổi trưa buông qua hơi mà giờ nó cổ em mới xuống cà có tiếp rồi. anh này mới nhìn kia trời ơi được trời ơi anh đừng ơi bữa đừng anh ơi trời ơi nè. Đây cầm. Nè. Cầm. Đó, trời. Lấy này bớt hơn ơi.
Nè. Yeah. Đẳng cấp. Đẳng cấp, đẳng cấp. Đẳng cấp là mới mới đúng không? Mình vừa nghe thấy tiếng động. Mình vừa nghe thấy tiếng động. Trời ơi. Trời ơi, đù. Trời ơi, nó to. Rồi. Đúng là sau khi mình nghỉ trưa là có chiến lợi phẩm năng. Nó có em. Nó. Đù. Sau khi nghỉ trưa ăn uống no sai thì làm việc hiệu quả hẳn đó anh em ạ. Đó. Đó. Đó vô. Ui da. Đụng cái cây á. Ừ, thấy cây có nhỏ vậy nè. Vì mình sát vô tay thôi thứ gì chịu nổi. Cô Hồng đang ăn, cô Hồng đang tiếp tục ăn anh em ạ. Nó tụt mất một cái cần, chả không kịp, rồi ok đây này, còn có nã này, có gì mới giật đây nè, giữ cho bạn chẹt nè, thấy chưa, còn có nè, kinh không, rồi cho mày vô bô thôi. Anh ta lại tiếp tục được một cao, được một con có nữa nè. Đó đó, màu của Hồng đông em bên kia. Đó, có bự, cái này. Đó, tao biết. Đó. Sau khi được ăn no thì hiệu quả làm việc nó tốt hơn hẳn anh em ạ. Đúng là có thực mới vực được độ đó mà. Đem đi qua đi qua thì mặt trận bên cánh anh Hưng ra ràng. Nó đã có tín hiệu. Nhấp đi thì có to có nhỏ đây. Đó. Con này bò ngóng ta, bổ ngóng anh em ơi. Đó. Chà. Đó. Đây, bò ngóng ta. Rufy, khu vực này là dành riêng cho Rufy anh em ạ. Quay trở lại với cánh mặt trận anh Hùng thôi. Anh này anh đang im bên đây, anh giật được con rồi nè. Đó. Nè. Đây. Ia. Ui sợ, giờ mới sát kìa. Bế cá lên tay, bỏ cá vào bao. Và mình đi cao con cá khác thôi. Nè. Xem bộ có của anh Hùng nè. Đó. Có con Hồng đây nè. Có đã có thấy chưa? Chưa. Bò ký rồi. Cái này chưa bò ký quá, tập bò ký quá rồi nè. Đó, chắc chưa rồi giờ. Đi qua xem bò có con Hưng thử. Anh em ơi, có rô nè. Đó. Có rô nè. Chưa. Lộng hòn, con này là phải lộng hòn đúng không? Xuống qua chiến lợi phẩm của anh Hưng thử. Đấy. Nâng nhất cái bô lên cô thử nâng. À, được bôi ký rồi, bò ký ra. Đó. Bò ký hơn cái vậy. Này bò ký hơn đó. Chưa. Vô, thôi video của mình chiều hôm nay kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.